Nam mô A Di Đà Phật. Chuyển sang thông tin khai thị tiếp theo, con kính xin nhờ ban tổ chức chuyển tới camera Diệu Hồng Điện Biên. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho con là Phạm Thị Thủy, pháp danh Diệu Phước, 78 tuổi, sống tại thành phố Điện Biên. Con có hai con trai và hai con gái. Các con của con đều thương mẹ, nhưng hai con trai của con đều mắc tệ nạn xã hội. Một cô con gái thì lúc trẻ bị phản bội nên trầm cảm, không có chồng con và giờ ở với con nhưng cũng mắc tệ nạn xã hội. Suốt ngày nằm trên giường kêu mệt, không thích ra ngoài. Con là một phàm phu phúc mỏng nghiệp dày. Con sinh ra trong thời mạt Pháp đã gây ra rất nhiều tội lỗi với chúng sinh. Vì vậy con phải chịu cơ cực khổ đau và rất nhiều bệnh tật. Bệnh tật thì rất là nguy hiểm, nhất là bệnh tắc nghẽn mãn tính phổi rất là khó thở, thường xuyên phải vào viện cấp cứu. May mắn thay, con lại gặp được pháp môn hộ niệm, lại biết đến lão cư sĩ Diệu Âm. Ngài luôn từ bi giảng giải từng ly từng tí pháp hộ niệm một cách nhiệt tình để chúng con thấu hiểu được nhiều, được sâu. Đây là một sợi cứu tinh lớn lao cho nhân loại. Con rất vui mừng, một lòng một dạ tin tưởng vào pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Con không sợ bệnh, không sợ chết vì đời con cơ cực khổ quá rồi. Con không còn tham tiếc tài sản nữa. Con có mảnh đất của con đã chia cho các con. Từ ngày con biết đến con đường niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc, con không đi nằm viện nữa, quyết tâm ở nhà niệm Phật cầu vãng sinh. Con cũng không còn giận và chê trách ai. Con quyết tâm ăn chay niệm Phật đến hơi thở cuối cùng. Nhưng con và các con của con chưa hiểu về pháp môn hộ niệm niệm Phật để hộ trì cho mẹ. Con có dặn các con là khi nào mẹ sắp chết thì nên kiêng ngũ tân, có đúng không ạ? Gia đình con chưa mời ban hộ niệm, nhưng xin hứa sẽ nghe theo sự hướng dẫn của ban hộ niệm. Con xin thầy hướng dẫn cho con phải làm thế nào để vãng sinh càng sớm càng tốt. Hướng dẫn cho các con của con làm thế nào để hộ trì cho mẹ. Con cũng kính xin thầy điều giải chư vị trong pháp giới với con, để con có phước phần đời này con được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Con xin thành kính tri ân thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bác Diệu Phước là ai đâu? Vì là A Di Đà Phật. Rõ ràng sống ở cõi đời này khổ quá phải không bác Diệu Phước? Ta bà khổ, khổ đến nỗi không đếm được đâu. Bác ơi, thực sự, cái cảnh khổ của bác thấy thì khổ đấy, nhưng mà chưa phải là khổ lắm đâu. Khi chúng ta rơi vào trong tam ác đạo rồi, bác Diệu Phước nghĩ thử coi, cảnh khổ này làm sao có thể nói lên lời, phải không? Như vậy thì bây giờ chúng ta đang ở là người đấy, thấy cảnh khổ này nhất định phải tìm mọi cách để vượt qua cảnh khổ, chịu không bác Diệu Phước? Gia đình mình đang khổ, nhất định mình phải rời cảnh khổ. Mình đang bị bệnh, cấp cứu lên cấp cứu xuống, nhất định đời sau mình đừng bị bệnh nữa, nhất định đừng đi vào bệnh viện cấp cứu nữa làm chi. Như vậy thì bác Diệu Phước biết cách nào không? Nhất định về Tây Phương Cực Lạc. Trên Tây Phương Cực Lạc không có bệnh viện, không có nhà thương, không có y tá, không có mũi chích thuốc gì, Covid cô đồ gì cả. Bác Diệu Phước có hiểu không? Trên cõi Tây Phương một tiếng khổ cũng không có, đừng nói chi tới bệnh viện để mà vào làm chi, đúng không? Trên cõi Tây Phương làm gì có chuyện tệ nạn xã hội. Tất cả mọi cái này, theo gì ông nghĩ, nếu bác Diệu Phước đã quyết lòng là niệm Phật đến hơi thở cuối cùng để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thì đấy chính là cái hành động hay nhất, tuyệt vời nhất. Tại vì mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì con cái mình là con của những một vị Bồ Tát bốc thổi trên cõi Tây Phương,
lúc đó làm sao còn bệnh nữa, làm sao còn khổ nạn nữa. Phước báu của một vị Bồ Tát sẽ bao trùm pháp giới, đạo lực của một vị Bồ Tát thực sự bất khả tư nghị. Chỉ có mình đi làm Bồ Tát rồi thì con mình sẽ là con của một vị Bồ Tát, nhất định sẽ được cứu độ. Bác diệu phước, tin vững chuyện này nhé, chịu khó, quyết chí nhé. Như vậy cứu con mình là con đường vãng sanh, cứu mình cũng là con đường vãng sanh, và cứu vô lượng vô biên thân bằng quyền thuộc của mình. Những người cha người mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp của mình đang ở khắp mọi nơi, đang khổ vô cùng, khổ hơn những đứa con bệnh hoạn hiện tại trước mặt mình nữa đấy. Như vậy thì hiểu được điều này, nhất định bác diệu phước phải quyết tâm thực hiện cho được lời thề là quyết niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc tới hơi thở cuối cùng luôn, đúng không? Vỗ tay đi bác, xin chư vị hoan hô bác đi. Chư vị ơi, thế gian này là khổ, rõ ràng không ai mà không khổ. Chư vị đừng nghĩ là giữa âm này đang sướng nhé, giữa âm này còn có nhiều cái khổ, chư vị cũng có nhiều cái khổ, nhưng chúng ta biết lợi dụng cái khổ này làm thuốc thần. Thuốc gì đấy? Phải ly khổ đắc lạc. Muốn ly cái khổ này không còn cách nào khác hơn là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn được an lạc vui tươi không còn cách nào khác hơn là trở về cõi Tây Phương Cực Lạc, phải không bác diệu phước? Rõ ràng không? Một đường như vậy mà đi, một điểm như vậy là mà tới tất cả mọi ách nạn trên cõi đời này đều giải quyết một cách êm xuôi. Chư vị hãy nhớ cho, chúng ta là phàm phu, phàm phu phải biết nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà mà thoát ách nạn. Nếu chúng ta sẽ lăn lộn vào trong cảnh khổ này mà tiêu diệt nghiệp chướng thì sợ rằng chúng ta 1.000 người không tìm ra một người thoát nạn, 1.000.000 người không tìm ra một người thoát nạn. Nhưng mà chúng ta niệm Phật trở về Tây Phương, hy vọng 1.000 người này có 999 người thoát nạn, 1.000.000 người có 900.999 người thoát nạn. Như vậy thì bác diệu phước cũng là người thoát ách nạn khổ đau, vãng sanh thành đạo, chịu không bác diệu phước? Vui không? Rồi bây giờ vỗ tay lên. Vỗ tay xong rồi, bây giờ bác nhắc bác diệu phước nè. Con cái mình không biết khổ niệm thì khuyên con cái lên đường Zoom này vài lần đi, nghe diệu âm nói chuyện. Nếu có ban hộ niệm nào thì đi học tập với người ta sẽ biết hộ niệm liền. Hộ niệm là người ta nhắc nhở cho mình niệm Phật cầu vãng sanh, rồi mình thấy từng người ra đi thân tướng đẹp vô cùng, họ đi vãng sanh đấy, không còn chết nữa. Tự nhiên con cái mình sẽ biết. Những người con trong gia đình có ai tham gia đây không? Có người con nào không? Giơ tay lên coi. Giỏi lắm chứ vậy. Hãy nghe diệu âm nói đây. Chứ vậy lên đường Zoom này mấy lần rồi? Một lần hay nhiều lần? Lần đầu tiên hả? Nhiều lần rồi hả? Nhiều lần thì vỗ tay. Lên rõ ràng thấy nhiều người vãng sanh thì mình tự nhiên không tin cũng phải tin nghe chứ vậy. Niềm tin không mất tiền mua, không tốn một đồng bạc nào. Nhưng niềm tin này giúp cho mẹ mình đi làm Phật,
Niềm tin này giúp cho chư vị thoát qua tất cả ách đạn. Niềm tin này giúp cho chư vị thoát tất cả mọi ma chướng. Niềm tin này làm cho chư vị tạo công đức vô lượng vô biên. Và niềm tin này giúp cho chư vị sau này cũng vãng sanh như mẹ mình nhé chư vị. Chỉ có tin mới thực hiện được con đường này, còn không tin thì chịu thua. Chư vị tin không? Gia đình mình, các con cái chịu tin chưa? Đúng đấy, năm cú lên vững vàng tin vững đi. Diệu âm xin tắt tay đảnh lễ chư vị. Vì sao vậy biết không? Trong kinh Phật nói, chỉ có những người mà trong nhiều đời nhiều kiếp trước đã tu hành vô cùng cao, khi gặp cậu A-di-đà Phật, Pháp, gặp Pháp niệm Phật này mới mạnh dạn tin tưởng. Mà chư vị mạnh dạn tin tưởng, rõ ràng chư vị đã có công đức tu hành lớn lắm, căn lành chư vị lớn lắm. Chư vị có thấy hoan nghỉ không gia đình mình? Hoan nghỉ, nắm cố lên hứa với dòng, quyết lòng tin tưởng, nhất định cứu mẹ mình vãng sanh, nhớ nhé. Và khi muốn cứu mẹ mình thì xin nhắc lại là bắt đầu từ đêm nay, chư vị chấm dứt ăn ngủ tăng đây, chứ đâu phải để đến lúc mẹ mình sắp chết rồi mới cử ăn ngủ tăng được. Nhớ nhé, quyết lòng đi làm Phật, phải tránh đi những cái chất tanh nồng này, để chư hộ Pháp đến hộ trì giúp đỡ cho mẹ mình, giúp đỡ cho mình. Chư vị ơi, những chất này hoàn toàn không có lợi, nhưng mà lại hại đến con đường siêu thoát của mình đấy. Mẹ mình rất cần chư hộ Pháp gia trì, chính mình cũng rất cần chư Bồ Tát phóng quang giúp đỡ. Mình biết rằng các ngài cấm kỵ cái điều này mà mình không bỏ đi, tức là mình không có lòng chi thành, không có lòng cung kính, không có lòng cung kính tự mình thiệt hại. Chư vị chỉ có một lòng cung kính bỏ đi, thì sau một thời gian chư vị nghe cái mùi này chịu không nổi, chứng tỏ đây là cái mùi hôi chứ không phải là cái mùi thơm. Và thực sự nó cũng không có gì là tốt. Chư vị có dám hy sinh không? Chư vị ơi, dám không? Đấy, dám cho gì không dám. Đi làm Phật phải chịu hy sinh, đi làm Phật phải chịu khổ. Mình tu hành là khổ hơn những người không tu hành. Khổ có một tí tẹo thôi mà mình đi làm Phật cứ an vui cả đời đời kiếp kiếp. Còn người không chịu khổ cứ sướng chút chút để chịu khổ vạn kiếp. Cái nào lợi hơn, cái nào ngon hơn, phải không? Quyết lòng đi làm Phật chắc chắn lợi hơn, phải không chứ vậy? Đồng ý không? Đồng ý thì vỗ tay đây. Hay quá, hay quá. Như vậy thì mong gia đình mình hãy mau mau quyết lòng tìm ban hộ niệm để liên lạc với họ, để cùng nhau sinh hoạt chung, để càng vững hơn con đường hộ niệm. Nếu thời gian này chưa biết hộ niệm hãy lên đi, lâu lâu gặp chị ông cười cười giỡn giỡn. Quan trọng là thấy những người vãng sanh, tự nhiên niềm tin của chư vị tự nhiên bừng bừng khởi lên. Niềm tin bừng bừng khởi lên thì chư vị tin vững hơn nữa. Vô tình chỉ có một điểm này thôi tạo cho chư vị không biết bao nhiêu công đức. Và lần lượt từng người vãng sanh đi làm Bồ Tát hết, chịu không chư vị? Vui không? A Di Đà Phật. Nguyện chư vị trong pháp giới, mình thấy những người quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương, tự nhiên mình cũng cảm thấy nôn nôn nóng nóng, mình cũng quyết lòng hạ thủ công phu trên câu A Di Đà Phật cấp kỳ đĩ chư vị. Hãy tranh thủ nhau trở về Tây Phương Cực Lạc càng sớm càng tốt. Chỉ về đó rồi ta sẽ là người chiến thắng tất cả mọi cảnh khổ,
Ta sẽ người là người hưởng an lạc trọn vẹn. Ta sẽ là người thoát cảnh sanh tử luân hồi. Ta sẽ là người thành đạo, hưởng an vui cực lạc. Mong cho tất cả chư vị trong pháp giới quyết lòng quyết dạ, ly đoạn cảnh đời khổ nạn, trở về cõi cực lạc an vui để thành đạo quả. A Di Đà Phật. Mừng không bác Diệu Phước, vỗ tay đi gia đình ơi. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay mặt gia đình cũng như là bác Phan Thị Thủy pháp danh Diệu Phước, chúng con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị, và kính xin bác cùng gia đình sớm mời ban hộ niệm để tránh những sơ suất. Ban hộ niệm sẽ khuyến tấn nhắc nhở hộ niệm để đời này bác giữ vững được tín nguyện hạnh cho tới hơi thở cuối cùng, để vãng sinh viên mãn một đời thành tựu. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.